Xin chào các bác, mời các bác cảm nhận về chất âm mẫu đẩy Dama 200 cửa hàng tôi bán giá 3.500.000 đồng này. Lời đầu tiên tôi muốn nói đến con đẩy này về chất lượng. Con đẩy này tôi bao anh em có thể nghe nhạc hay nha. Ngoài việc cái mục đích của con đẩy này sản xuất ra để hát karaoke thì nó có thể nghe nhạc rất hay vào những đôi loa Nhật. Anh em có thể đấu hai đôi loa liền Bass 35 loa của Nhật nha, hoặc loa Mỹ vô tư loa nghe nhạc, hoặc là đấu loa karaoke nếu các bác hát karaoke hoặc nghe nhạc vào Bass 20-25 vô tư vào con đẩy Dam A200 này. Và giá của sản phẩm này là 3.500.000 đồng, hàng bãi zin, bao zin luôn, bao test cho anh em 2 tuần. Đây là nội thất bên trong, tôi đã quay mở sẵn để anh em có thể nhìn rõ. Đẩy của Nhật chỉ cần như vậy, nhìn nó rất khỏe để anh em có thể chiến được những cái loa gia đình, là loa karaoke gia đình và loa nghe nhạc gia đình, chứ không phải đẩy này để dùng cho sân khấu anh em nhé. Nó rất khỏe ở trong lĩnh vực loa nghe nhạc xịn và loa karaoke gia đình. Còn đẩy này thì không bao giờ tôi bán để cho các bác mua về để ghép vào loa full hoặc là các loa Trung Quốc, bởi vì tôi không bao giờ bán loa đấy nên tôi không thử, nên tôi sẽ không nói bừa, không thích nói bừa. Mặc dù nó có thể đánh được, hoặc là đánh kém, hoặc là không đánh được, nhưng mình bán cái nào thì mình nói rõ cái đấy. Dama 200, 255W điện 100V, số series là 2407, đánh hai đôi loa AB, A+B, trở kháng từ 4 đến 16, đường vào âm thanh là A hoặc B, còn bên cạnh chắc là đường ra. Còn cái cần gạt này anh em cứ để như vậy, bởi vì nguyên bản ở bên kia con nào nó cũng để như vậy, tôi cũng để như vậy. Dùng hai tản nhiệt đó là nhôm và quạt gió nên là hoạt động sẽ rất hiệu quả đấy. Đặc trưng con đẩy này nghe nhạc không rất hay đó. Tôi đang nghe trực tiếp, chỉ có nguồn nhạc chạy trực tiếp vào nó. Nếu anh em có điều kiện có thể ghép pre hay còn gọi là dề hoặc là lọc nhạc vào thì dành cho nó một like luôn. Đậy nắp vào cho anh em nhìn tổng thể nhá. Các bác vừa cảm nhận thấy chất âm sao? Đẩy Nhật mà ghép với loa nghe nhạc thì nó hay lắm các bác ạ, bởi vì nó khỏe. Một con đẩy nó khỏe thì nó sẽ ra chất được của sản phẩm. Bát chép nó sẽ đánh rất rõ, như vậy là hay. Cái hay nó là cái đó chứ còn cái gì nữa. Và nó có thể ghép rất nhiều những đôi loa Nhật to anh em nhá. Hãng này hãng kia cho vào nó chiến hết. Tôi bao điều đó cho anh em luôn. Cho đoạn nhạc khác anh em nhá. Nó đánh nó căng lên là những cái đôi loa này nó thể hiện ra chất lắm các bác ạ. Bass nó đánh phê lắm. Đấy là đặc trưng của dòng